Sáng 20 tháng 3 năm 2022, giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC chốt tuần được mua vào 67,8 triệu đồng một lượng và bán ra 68,9 triệu đồng một lượng. Như vậy, sau một tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào, nhưng chiều bán ra bốc hơi mất 900.000 đồng. Điều này khiến chênh lệch giá mua và bán được rút ngắn xuống còn 1,1 triệu đồng một lượng, thay vì mức cao 1,8 triệu đồng một lượng như cuối tuần trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 loại 1 đến 2 chỉ hiện được SJC mua vào là 54,95 triệu đồng một lượng và bán ra 55,95 triệu đồng một lượng, giảm 1,2 triệu đồng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 1 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng chốt cuối tuần ở mức 1.922,3 USD một ounce, giảm gần 70 USD so với cuối tuần trước. Kim loại quý trong tuần liên tục đi xuống và ghi nhận tuần giảm mạnh kể từ tháng 11 năm 2021, nhất là sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều đợt tăng trong năm nay. Dù giá vàng quay đầu đi xuống, nhưng nhiều chuyên gia lẫn nhà đầu tư cá nhân đều cho rằng kim loại quý sẽ tiếp tục tăng. Cụ thể, cuộc khảo sát giá vàng tuần tới của Kitco News thu hút 16 nhà phân tích tại phố Wall thì có 9 người, tương đương 56% nhận định sẽ tăng. Ngược lại, có 4 người, tương đương 25% đưa ra ý kiến vàng sẽ sụt giảm và 3 người còn lại, chiếm 19% cho rằng kim loại quý đi ngang. Còn cuộc khảo sát Main Street thu hút được 822 nhà đầu tư cá nhân tham gia, thì kết quả có 560 người, chiếm 68% nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng. Có 147 người, chiếm 18% đưa ra ý kiến ngược lại, và 115 người, tương đương 14% dự báo giá vàng đi ngang. Theo ông Colin Szczęsny, chiến lược gia thị trường tại SIA Wealth Management, vàng đang trong tình trạng tích lũy sau một đợt điều chỉnh lớn. Hiện tại, giá vàng đang ổn định trong phạm vi từ 1.920 đô la Mỹ một ounce đến 1.980 đô la Mỹ một ounce. Ông nhấn mạnh, cả vàng và đô la Mỹ đều phải tạm dừng trước các thay đổi từ chính sách của Fed, trừ khi có sự thay đổi lớn trong cuộc xung đột giữa Nga với Ukraine.